Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ là ngày 16 tháng 10. Bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi giờ Cali. Thì ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua là ngày thứ hai rồi và trong cuối tuần này đó tuy là về cái phương diện giá cả đó không có nhiều cái sự thay đổi các bạn thì được giúp cho chúng ta nói về giá cả liên quan đến crypto đó thì giá cả cũng cỡ đó mà thôi nhưng mà về cái phương diện tin tức đó, thì cũng có khá nhiều những cái thông tin ở bậc tôi muốn chia sẻ với các bạn và đương nhiên một trong những cái sự ồn ào ngày hôm nay đó là cái lời phát biểu đến từ chủ tịch tập cận bình của trung quốc liên quan tới đài loan và thật ra đây là cái lời phát biểu đến từ cái đại hội đảng cộng sản ở trung quốc theo hiểu là mỗi 5 năm đó thì chủ tịch tập của bình đã nói rất là nhiều nhưng mà thường chỉ chú tâm vào hai phần mà thôi tại vì hai phần này đã có cái sự liên quan đến à, tài chính nhưng mà trước khi thuận phải giải thích với các bạn về những gì đang xảy ra theo cái hiểu biết của thuận à, chúng ta đương nhiên sẽ không có đi sâu vào chính trị nhưng mà thuận cũng phải nói sơ bộ để các bạn hiểu tình hình rồi chúng ta mới nói về cái sự ảnh hưởng liên quan tới tài chính và chúng ta cũng sẽ nói tới một số những tin tức vĩ mô khác liên quan tới nhật bản liên quan tới nước anh cũng như chúng ta cũng sẽ nói tới một số những thông tin liên quan đến crypto đầu tiên hết á, thì chúng ta thấy được là cho đến thời điểm bây giờ đó là chúng ta đã có cái thị trường hợp đồng tương lai chứng khoán Hoa Kỳ đã mở cửa rồi nhưng mà có thể nhìn thấy được là những chỉ số như là Dow Futures S&P Future và Nasdaq Future đó thì đang xanh một chút không phải là xanh lắm nhưng mà cũng đang xanh và đương nhiên chúng ta không biết được là thị trường ngày mai sẽ mở cửa như thế nào tại vì bây giờ vẫn là chiều chủ nhật mà còn về vàng đó thì chúng ta thấy được là cũng xanh lợi một chút nhưng mà vẫn dưới 1.700 đô cho một ounce vàng bây giờ là 1.652 và dầu đó thì cũng cỡ đó khoảng 86 đô cho một thùng dầu dựa theo hợp đồng hiện tại crypto thì cũng không có sự thay đổi nhiều như năm lớn thì cũng cỡ đó mà thôi so với lại ngày thứ sáu và cái thông tin đầu tiên mà thằng muốn chia sẻ với các bạn đó thật kỳ có hai thông tin liên quan đến uh, Trung Quốc thì ngày hôm nay da, chủ tịch Tập Cận Bình đã nói gì thì tôi chia sẻ với các bạn trên những mạng xã hội là Chủ tịch Tập Cận Bình nói là chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu cho sự thống nhất hòa bình với Đài Loan một cách chân thành nhất. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ hứa từ bỏ việc sử dụng vũ lực và chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nếu như mà có người can thiệp. Thì đây là cái lời phát biểu mà khiến cho nhiều người cũng khá là bất ổn à, về cái Phương diện căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc thì tại sao lại liên quan tới Mỹ trong khi chúng ta đang nói tới là Đài Loan và Trung Quốc mà thì để các bạn nhớ đó là tháng 8 năm 2022 thì các bạn đã nhớ là chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đến thăm Đài Loan mặc dù là Trung Quốc đó không đồng ý với cái uh, hành động này nhưng mà chủ tịch Nancy Pelosi đó thì không quan tâm và vẫn đến thăm Đài Loan và thêm vào đó đó các bạn đã nhớ là tháng vừa rồi đó khi mà được hỏi trực tiếp thì tổng thống Joe Biden nói gì? Tổng thống Joe Biden đã nói là Đài Loan đưa ra quyết định riêng của họ về sự độc lập. Đó là quyết định của Đài Loan. Hoa Kỳ sẽ đứng ra bảo vệ Đài Loan nếu như mà Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công vô cớ thì rất là rõ ràng là các bạn thấy cái sự kiện này đó sẽ có liên quan đến Hoa Kỳ. Thì câu hỏi kế tiếp đó là tại sao và khả năng đó là Trung Quốc tấn công Đài Loan là bao nhiêu? Thì trước hết các bạn thấy được là những lời phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình Chúng ta cũng đã nghe nói tới nhiều lần rồi Không phải là chỉ mới lần này đâu Đây là cái bài viết đến từ chinaday.com.cn À, vào tháng 8 của năm ngoái thì cũng tương tự trong một uh, bài phát biểu đó thì uh, tập cư bình cũng đã nói những cái câu tương tự liên quan tới đài loan và những năm trước đó cũng như vậy cho nên nhiều người nói là chúng ta cũng đã nghe nhiều lần rồi thì uh, chúng ta có nên thực sự quan tâm nhiều đến những lời phát biểu tương tự như vậy hay là không thì đối với nhiều người đó uh, chúng ta tuy đã nghe nhiều lời phát biểu tương tự như vậy nhưng mà tin bây giờ đó đã có nhiều dấu hiệu nó đã căng thẳng hơn là trước đây à, có rất nhiều những cái bài viết, các bạn có thể uh, tìm đọc liên quan đến hoạt động quân sự của máy bay của Trung Quốc đó, ở cái vùng đảo ở Đài Loan và ngày đó hoạt động này càng nhiều hơn. Theo thông hiểu đó là mỗi ngày có thể là có tới 3-4 chiếc máy bay và bay càng ngày càng gần cái vùng mà cấm bay uh, của Đài Loan có nghĩa là có một dấu hiệu là Trung Quốc đang uh, thử coi coi là Đài Loan phản ứng như thế nào khi mà máy bay của Trung Quốc đến gần những cái vùng đó. Đó là cái uh, sự nhận định của một số người. Cho nên uh, khả năng đó là tình hình đang căng lên và thêm vào đó đó thì một số người nhận định là đối với tình hình bây giờ của Trung Quốc về quân sự đó thì tùy theo các bạn xem bạn xếp hạng từ nơi nào thường đó thì Trung Quốc sẽ xếp hạng thứ hai thứ ba về quân sự chỉ đứng sau lưng Hoa Kỳ mà thôi trong bảng xếp hạng này đâu của Business Insider thì Hoa Kỳ là quân sự lớn nhất thế giới hiện tại thứ nhì đó chính là nước Nga và thứ ba đó chính là Trung Quốc thì về mặt quân sự đó thì Trung Quốc hoàn toàn có khả năng để mà tấn công Đài Loan mặc dù nhiều người cho là chúng ta nhìn vào cái sự kiện xảy ra gần đây liên quan tới Ukraine và nước Nga đó thì nếu như mà Trung Quốc tấn công Đài Loan đó thì không những là Đức tốn kém mà còn phải tốn kém hơn nữa tại vì các bạn nên biết là giữa Trung Quốc và Đài Loan đó là một cái vùng biển thì phải vượt qua biển thì mới tới được Đài Loan cho nên cái sự tốn kém sẽ cao hơn cái sự khó khăn cũng sẽ tăng cao hơn nhưng mà nhiều nhận định là hoàn toàn có thể cho nên khả năng đó nhiều người cho là đã có cái khả năng cao hơn trước đây và chúng ta lại có thêm một số những cái động thái khác nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn và nhiều người đó thì hỏi là tại sao mà đối với lại đài loan đó thì hoa kỳ lại có cái suy nghĩ khác khi mà nói tới đài loan hơn là ukraine tại vì các bạn đã biết là đối với cuộc chiến giữa ukraine và nước nga đó thì hoa kỳ chỉ hỗ trợ về mặt vũ khí cũng như là tiền bạc mà thôi chứ không có đem quân qua để mà hỗ trợ nhưng mà đối với Đài Loan đó thì các bạn thấy tổng thống Joe Biden này nói rất rõ ràng là Hoa Kỳ sẽ đứng ra để bảo vệ Đài Loan. Nếu như mà Trung Quốc tấn công Đài Loan thì tại sao lại có sự khác biệt đó? Thường chia sẻ thêm với các bạn. Có hai lý do. Và lý do đầu tiên thì nó mang cái tính chất quân sự hơn à, Đó chính là các bạn nhìn thấy trên màn hình ở đây là cái biểu đồ à, Nhưng mà trên bản đồ này đó thì các bạn thấy được là có cái đường màu đỏ Thì đường màu đỏ này đó, bên trong nó gọi là First Island Chain Những cái chuỗi đảo này là gì? Những cái chuỗi đảo này đó là những cái quốc gia mà có cái sự ảnh hưởng lớn đến từ Hoa Kỳ Hay là những quốc gia mà gọi là đồng minh của Hoa Kỳ Thì đây là những cái chuỗi đảo mà thường xuyên à, Có quân đội của Hoa Kỳ đi tuần tra theo thường hiểu là ngày nào cũng có hết và chúng ta có những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ như chúng ta nói tới là Nam Hàn, chúng ta nói tới Nhật Bản, Đài Loan, chúng ta nói tới một số những cái vùng đảo khác và đương nhiên ngay chính giữa đó chính là cái vùng đảo nào đó chính là vùng đảo của Đài Loan. Chứ các bạn nhìn thấy trên màn hình thì đương nhiên về mặt quân sự đó nếu như mà Trung Quốc thành công có thể lấy được Đài Loan thì nó sẽ cắt dùng kiểm soát này ra làm đôi và đương nhiên đó là điều mà Hoa Kỳ không muốn không muốn mất đi cái sự quản lý của cái dùng này và bên dưới này cũng có Philippines một trong những quốc gia mà Hoa Kỳ cho là đồng minh cho nên đây là một cách mà Hoa Kỳ quản lý cái dùng biển này và hạn chế hoạt động của Trung Quốc liên quan tới quân sự ở cái vùng này và đương nhiên Đài Loan là một vị trí rất là quan trọng để có thể kết nối hết tất cả những cái dùng đạn này lại với nhau và đương nhiên đây cũng là một cái mối lo ngại của trung quốc lý do tại sao trung quốc muốn lấy đài loan cũng là vì một trong những lý do đó là muốn lấy đài loan để có thể là cắt cái dùng kiểm soát này ra làm đôi cho mình một cái lối đi ra của cái dùng này mà không bị nhiều có sự kiểm soát và đó là cái lý do đầu tiên đó chính là lý do liên quan đến quản lý cái dùng biển đó lý do liên quan đến quân sự nhưng mà lý do thứ nhì đó là liên quan đến tài chính và phát triển công nghệ sau này đó chính là các bạn nên nhớ đó Đài Loan là một trong những cái nơi mà phát triển rất là lớn liên quan đến những con chip Chúng ta nói tới rất là nhiều về những con chip sử dụng trong trí tuệ nhân tạo Sử dụng ở trong những cái máy móc, những cái máy như là Apple, các bạn đưa Nvidia Cũng có liên quan đến sử dụng chip của những cái công ty đến từ Đài Loan Chúng ta có AMD cũng như vậy để các bạn hiểu được đó cái sự ảnh hưởng của Đài Loan liên quan tới công nghệ làm chip như thế nào đó các bạn thấy được đây là cái phần trăm thị trường của cái thị trường làm chip và nó rất là quan trọng tại vì các bạn thấy được là bây giờ cái gì cũng cần chip hết chúng ta có những chiếc xe bây giờ đó không có con chip thì cũng không có thể nào hoạt động được cho nên chúng ta mới có những cái hiện tượng như là nhiều chiếc xe lắp ráp xong rồi nhưng mà tại vì chip không có đủ đó cho nên những chiếc xe đó không thể bán ra ngoài được. Các bạn thấy được chúng ta dùng điện thoại di động cũng sử dụng chip, có rất là nhiều và rất nhiều tất cả những chúng ta sử dụng hàng ngày đó đều cần những con chip như thế này. Và Đài Loan các bạn thấy được là tính tới năm 2022 đó là chiếm 66% của tất cả thị trường làm chip. Thì bây giờ 66% con số rất là lớn luôn các bạn. Trong đó chúng ta có một công ty rất là quan trọng đó chính là công ty TSMC là công ty làm chip đến từ Đài Loan. Chiếm phần trăm là 56% phần trăm của tất cả chip trên thế giới và điều này rất là quan trọng tại vì các bạn thấy được là những con chip này đó vô cùng quan trọng đối với lại à, cái ngành công nghệ không chỉ riêng là các bạn à, làm những cái à, mặt hàng điện tử siêu hàng ngày mà những con chip này đó được làm rất là đặc biệt vì những cái con gọi là siêu chip đó, có thể dùng à, để mà làm trong vũ à, khí quân sự cũng có thể dùng ở trong à, những cái như là trí tuệ nhân tạo à, tạo ra xe tự lái vân vân cho nên rất là quan trọng và công ty TSMC này đó các bạn thì được là đứng hạng thứ 17 dựa theo vốn hóa trên thị trường là một công ty rất là lớn và rất là quan trọng không chỉ riêng là đây là công ty quan trọng liên quan tới Hoa Kỳ tại vì Hoa Kỳ là một trong những cái quốc gia mà cần rất nhiều con chip như thế này mà cũng là một cái công ty cực kỳ quan trọng đối với Trung Quốc tại vì họ cũng cần những con chip như thế này và gần đây hơn đó các bạn đã nhớ là ở Hoa Kỳ đã có một cái luật được thông qua đó chính là cái luật gọi là chip và science act thì trong cái lực này đó đã để ra một số tiền rất là lớn tính theo tỷ à, để làm gì để mà thúc đẩy những công ty như là tsmc đến hoa kỳ để mà bắt đầu sản xuất chip nghiên cứu chip bên đây à, và hỗ trợ những công ty tại hoa kỳ đó có thể tự tạo ra chip thì tại sao gì có phải là có một cái gì đó đang xảy ra cho nên hoa kỳ đó tính đường lui trước để có thể là tự sản xuất chip cho mình hay là không chúng ta không biết nhưng mà điều này đó là điều đã xảy ra hoa kỳ đã có cái luật này cung cấp tiền để mà tự sản xuất chip tại hoa kỳ thêm vào đó các bạn nên nhớ là cách đây không lâu À, cách đây một tuần đó thì uh, chính quyền của tổng thống joe biden đã ra cái uh, quyết định là bất cứ một công ty nào hiện bây giờ sản xuất chip sử dụng công nghệ của hoa kỳ hay là máu của hoa kỳ đó mà muốn bán cho trung quốc đó, thì những con chip hạng nặng được sử dụng trong uh, chứa tệ nhân tạo là cần phải được cấp giấy phép trước khi mà bán cho trung quốc thì đương nhiên đây cũng là một trong uh, những cái yếu tố làm chậm đi sự phát triển về công nghệ uh, và nhất là liên quan đến công nghệ chứa tệ nhân tạo hay là liên quan đến uh, công nghệ vũ khí của trung quốc và đây cũng là một trong những lý do có thể thúc đẩy trung quốc muốn lấy đài loan thì nó tóm lại đó trung quốc có đánh đài loan hay là không thì đương nhiên là không ai có thể chắc chắn được nhưng mà khả năng khó hay không đó, thì đương nhiên là khó rồi và dựa theo những cái hành động gần đây đó liên quan tới hành động quân sự của trung quốc uh, bay quanh cái dùng đảo đài loan cộng với lại những hành động liên quan đến là hoa kỳ muốn tự sản xuất chip cũng như là không có xuất khẩu chip cho những công ty ở trung quốc mà sử dụng những con chip cấp cao để mà làm vũ khí hay là trí tuệ nhân tạo cộng với lại việc là nancy pelosi đến đài loan và lời phát biểu của tổng thống joe biden về bảo vệ đài loan đó thì những điều này cho nhiều người một cái sự bất ổn là khả năng đương nhiên là có và khả năng có thể là đang tăng cao hơn tình hình nó có thể là căng thẳng hơn còn về việc là nếu như mà có một cái uh, cuộc chiến xảy ra thì hoa kỳ có tham dự hay là không thì bây giờ câu trả lời là có tại sao thì uh, thứ nhất liên quan tới cái uh, vị thế quân sự và thứ nhì là liên quan đến uh, công ty tsmc là một trong uh, những cái tài sản rất là quan trọng đối với cái hai quốc gia này và nhiều người cho là nếu như mà trung quốc muốn đánh đài loan thì uh, khả năng là họ sẽ Tiến đánh trước năm 2030 Tại vì nhiều người cho là Về khả năng quân sự đó Thì họ đang ở cái thế đang lớn mạnh bây giờ Tuy là đây là Có thể là một trong những cuộc chiến rất là tốn kém Và khi mà chiến tranh xảy ra rồi đó Thì sẽ có rất là nhiều cái Sự kiện sẽ không có thể quản lý được Giống như là nếu như mà có chiến tranh xảy ra Mà TSMC đó dọn qua Hoa Kỳ Toàn bộ hay là họ Tự hủy những cái công nghệ Chip của mình thì cũng không có được lợi gì Đối với Trung Quốc và thêm vào đó, đó thì nhiều người cho là về quân sự thì trung quốc đang ở một cái thế mạnh nhưng mà cũng không hẳn là mạnh mãi được và một phần nữa là tại vì về tình hình tài chính thì trung quốc đang có nhiều cái yếu tố là tài chính đang chậm lại và chúng ta có thể nhìn thấy được những cái thông tin như là ở trung quốc đó chúng ta có những cái từ sụp đổ của một số bất động sản chứ chúng ta nói tới những công ty như là evergrande có thể là trên một việc phá sản trong đó tới khá là nhiều cách đây vài tháng rồi chúng ta cũng thấy được là trung quốc đó có cái chính sách gọi là zero covid policy có nghĩa là đây là chính sách mà không phần trăm dịch bệnh là một chính sách mà ảnh hưởng cũng rất là lớn đối với cái sự phát triển liên quan tới tài chính ở trung quốc còn với đó nữa các bạn thấy được là đây là cái biểu đồ liên quan đến uh, lãi suất của ngân hàng trung ương trung quốc thì các bạn thấy lãi suất như thế nào con đường từ năm 2004 tới bây giờ đó là đi xuống và đi xuống và đi xuống và tiếp tục giữ mức thấp tại vì sao vậy tại vì trung quốc cần phải giữ mức thấp để mà thúc đẩy cái sự phát triển nếu như mà tình hình thực sự tốt thì uh, trung quốc cũng không cần phải giữ lãi suất thấp như vậy một thời gian dài đâu nhất là trong cái tình hình mà lạm phát khắp nơi như thế này thêm vào đó đó là hôm nay trong cái uh, lời phát biểu thứ nhì mình không muốn chia sẻ với các bạn đó từ uh, uh, chủ tịch tập cận minh uh, đó chính là liên quan đến uh, trung quốc đó, trong thời gian tới đây sẽ chuyển đổi qua về cái phương diện tài chính từ cái việc là tăng trưởng trở thành cái việc là bây giờ đã tăng trưởng tới một mức nào đó rồi bây giờ đó thì cần sẽ bảo quản cái mức độ này và thêm vào đó đó là sẽ chuyển qua để có thể tự sản xuất và tự tiêu dùng thì đó là cái xu hướng thay đổi về mặt kinh tế của Trung Quốc nghĩa là trong thời gian tới đây Trung Quốc sẽ không có còn là một cái quốc gia mà có cái sự tăng trưởng về kinh tế liên tục nữa mà họ sẽ chuyển qua để mà chú tâm hơn về việc là tự sản xuất và tự tiêu dùng đó là hai điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái lời phát biểu của Chủ tịch Tân của Bình. Các bạn có suy nghĩ gì các bạn comment ở bên dưới. Thực kỳ hôm nay đó thì thường cũng không có được khỏe lắm cho nên có thể là thường giải thích nó hơi bị dài dòng một chút xíu. Nhưng mà nói tóm lại đó thì tình hình nó đã căng hơn rồi các bạn. Chiến tranh thì không có ai muốn đâu. Nhưng mà về cái phương diện kinh tế đó thì đây là một cái thời điểm mà đã có nhiều khó khăn toàn cầu rồi các bạn đã thấy được là cái sự ảnh hưởng đối với là chiến tranh giữa nga và ukraine như thế nào đối với lại giá năng lượng đối với lại cái chuỗi cung ứng hàng hóa chúng ta cứ nghĩ đến đi trung quốc đó là một quốc gia mà xuất khẩu còn nhiều hơn nữa và cũng nhập khẩu rất là nhiều và có cái quan hệ đối tác về tài chính rất là nhiều nếu chúng ta dẫn đến là chiến tranh thương mại dẫn đến là cấm vận kinh tế đương nhiên sẽ tiếp tục ảnh hưởng thêm rất là nhiều đối với lại cái chuỗi cung ứng toàn cầu và thật sự mình nói là cũng không có tốt chay đâu các bạn và đương nhiên lại sẽ góp phần làm cho lạm phát lại tiếp tục tăng thêm đây là cái thông tin tôi muốn mang đến cho bạn liên quan đến cái sự kiện này Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a